Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trịnh Văn Chiến, cựu bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí liên quan sai phạm tại dự án Hạc Thành Tower gây thất thoát cho ngân sách nhà nước hơn 55 tỷ đồng. Vì sao cựu bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến bị khởi tố? Theo đó liên quan đến vụ án xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower, số 3 đường Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. Ngày 29 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trịnh Văn Chiến sinh năm 1960, hiện ở số nhà 12, đường Nguyễn Duy Hiệu, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, là cựu bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa, về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thời điểm năm 2013, Ông Trịnh Văn Chiến với vai trò là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp chỉ đạo việc tính tiền sử dụng đất cho công ty cổ phần sông mã tại dự án Hạc Thành Tower theo đơn giá xác định trước đó 4 năm, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, số tiền hơn 55 tỷ đồng. Được biết, trước đó, liên quan đến dự án Hạc Thành Tower, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Đình Xứng, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Cù Đình Hiền, nguyên phó tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Bùi Văn Nam, nguyên phó trưởng phòng kinh tế tài chính thuộc văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ngoài ra khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Sơn, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị, Đinh Xuân Hướng, nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sông Mã, về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 Bộ luật hình sự. Thời điểm năm 2013, Bị can Nguyễn Đình Xứng lúc đó đang là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, được phân công phụ trách giá. Ngày 29 tháng 1 năm 2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định số 389 quy đề UBND giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sông mã 2.958,7 m2 đất tại địa chỉ số 3 đường Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa để thực hiện dự án Hạc Thành Tower. Đến ngày 23 tháng 12 năm 2013, Nguyễn Đình Xứng ký quyết định số 4562 quy đề UBNZ, phê duyệt tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước của công ty cổ phần sông Á tại dự án Hạc Thành Tower với đơn giá 21 triệu đồng một mét vuông. Mức giá này được xác định từ năm 2009, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền 55,8 tỷ đồng. Trước đó, ngày 16 tháng 6 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án để tiến hành các hoạt động điều tra liên quan đến những sai phạm xảy ra tại dự án Hạc Thành Tower. Quá trình điều tra thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 22 tháng 7 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với hai bị can: Nguyễn Bá Hùng sinh năm 1966, nguyên bí thư huyện ủy, nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Như Xuân, nguyên ủy viên ban kinh tế, ngân sách hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Văn Xuân Hùng, sinh năm 1959, nguyên trưởng phòng quản lý công sản giá cả của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa. Thời điểm xảy ra sai phạm, ông Nguyễn Bá Hùng là phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa. Tiếp đó, ngày 5 tháng 10 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Cẩm Vân, cựu giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngày 13 tháng 8 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Sơn, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, Đinh Xuân Hướng, Bí thư huyện ủy Như Thanh, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Mã, về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự. Ông Trịnh Văn Chiến sinh năm 1960, quê quán xã Định Long, Yên Định, Thanh Hóa là tiến sĩ nông nghiệp. Trước tháng 7 năm 2008, ông Chiến giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Bí thư huyện ủy Yên Định, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa. Từ tháng 7 năm 2008 đến tháng 11 năm 2010, ông Chiến giữ chức Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2004-2011.

Ông chiến giữ chức bí thư tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa khóa 17, nhiệm kỳ năm 2010 đến 2015 và khóa 18 nhiệm kỳ 2015-2020. Từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 12 năm 2020 là ủy viên Trung ương Đảng khóa 12. Từ tháng 1 năm 2016, ông là chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021. Ngày 2 tháng 10 năm 2023, tại ngày làm việc thứ nhất, Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Trịnh Văn Chiến. Trước đó ngày 28 tháng 7 năm 2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp xem xét thi hành kỷ luật ông Trịnh Văn Chiến. Theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Trịnh Văn Chiến đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Khởi tố cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Sứng. Cũng liên quan tới dự án Hạc Thành Tower, vi phạm về quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ông Nguyễn Đình Sứng, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngày 21 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố ba bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Đình Xứng, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Cù Đinh Hiên, nguyên Phó tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Bùi Văn Nam, nguyên Phó trưởng phòng Kinh tế Tài chính thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự liên quan tới dự án Hạc Thành Tower. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, sai phạm của bị can Nguyễn Đình Xứng và hai bị can trên diễn ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phê duyệt tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước của công ty cổ phần Sông Mã liên quan tới dự án Hạc Thành Tower. Theo đó, vào thời điểm năm 2013, ông Nguyễn Đình Xứng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, được phân công phụ trách lĩnh vực giá cả. Ngày 29 tháng 1 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định số 389 quy đề UBND giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sông Mã 2958,7 m vuông đất tại địa chỉ số 3 đường Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa để thực hiện dự án Hạc Thành Tower. Đến ngày 23 tháng 12 năm 2013, ông Nguyễn Đình Sứng ký quyết định số 4562 quy đề UBND phê duyệt tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước của công ty cổ phần sông Mã tại dự án Hạc Thành Tower với đơn giá 21 triệu đồng một mét vuông. Mức giá này được xác định từ năm 2009, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền gần 56 tỷ đồng. Liên quan đến dự án Hạc Thành Tower, trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Sơn, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên, Đinh Xuân Hướng, nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sông Mã về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí theo điều 219 Bộ luật hình sự. Ngày 16 tháng 6 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án để tiến hành các hoạt động điều tra liên quan đến những sai phạm xảy ra tại dự án Hạc Thành Tower. Quá trình điều tra thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 22 tháng 7 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với hai bị can gồm Nguyễn Bá Hùng sinh năm 1966, nguyên bí thư huyện ủy, nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Như Xuân, nguyên ủy viên ban kinh tế, ngân sách hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Văn Xuân Hùng sinh năm 1959, nguyên trưởng phòng quản lý công sản giá cả của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa. Thời điểm xảy ra sai phạm, ông Nguyễn Bá Hùng là phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa. Ngày 5 tháng 10 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Đinh Cẩm Vân, cựu giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Thưa quý vị, dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower đang có nhiều sai phạm cần làm rõ. Nhiều cán bộ tỉnh Thanh Hóa nằm trong diện điều tra những thông tin mới nhất về vụ án này sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật ở chương trình tiếp theo đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại